Từ từ cho mọi người xem này để biết ngay nhá. Đây ạ, đây ạ. Đó, mọi người nghe thấy gì ạ? Tiếng chọn tướng hay là tìm trận gì đấy? Đây là tiếng ở trong game Liên Minh Huyền Thoại của chúng ta đúng không? Nghe phát biết ngay game gì luôn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom. Mình là Phương Nora và mình là một fan girl phong trào của tựa game MOBA Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng video ngày hôm nay thì sẽ dành cho những cái fan gọi là chân chính, fan trung thành của Liên Minh Huyền Thoại luôn. Bởi vì là AOC đã kết hợp với Riot Games để tạo ra một chiếc màn hình dành riêng cho tựa game này, có lấy nguồn cảm hứng từ tựa game này. Đấy, nhìn cái hộp thôi là mọi người đã hiểu được tại sao rồi. Tất cả những vị tướng rồi là những cái hình biểu tượng của League of Legends đã có mặt hết ở trên cái vỏ hộp này. Đó chính là mẫu Argon Pro AG275QXL. Đấy, từ trong video này mình xin gọi tắt nó là Argon Pro Liên Minh Huyền Thoại thôi để cho nó dễ đọc. Còn mã đây nhá mọi người nhá, mình sẽ để ở dưới comment cho mọi người luôn. Đây là một chiếc màn hình nói chung là sẽ dành riêng cho tựa game này, từ những cái thiết kế, từ những cái tinh chỉnh để giúp cho các bạn có thể có một cái sự trải nghiệm chơi game tuyệt vời nhất, cả về phần ví dụ chất lượng màn hình này hay là cái cảm giác nhìn về ngoại hình của nó thôi cũng có thể làm mình liên tưởng đến và có những cái trải nghiệm chơi game đúng chuẩn lên mình hiện tại luôn. Bây giờ mình sẽ khui hộp ra đã nhá. Cái hộp của con này rất là hầm hố và rất là to. Đây, mở hộp ra thì cái ngăn bên trên này thì chúng ta sẽ thấy đó chính là cái phần chân đế. Ê cha, mọi người nhìn thấy gì đấy chứ ạ? League of Legends. Đó, màn của Liên Minh Huyền Thoại mà. Rồi đây là một cái hộp, mình đoán là những cái phụ kiện kiểu dây dựa bên trong, kiểu như là HDMI, dây xuất hình, display box các thứ, rồi là dây nguồn, cáo nhỉ. Đây là dây nguồn của chiếc màn hình này. Đây là cái gì đây? Đây là một cái được tặng kèm thêm. Cái này hình như chắc là núm menu, cái một gọi là cái phím để cho chúng ta bấm menu. Đây, hãng sẽ tặng sẵn chúng ta là một dây HDMI với cả một dây DisplayPort cho mọi người nhá. Còn đây là một cái hub để các bạn có thể đây xuất ra USB Type-A để chắc là dùng một vài cổng kết nối trong cái màn hình đấy. Bỏ ngăn đầu tiên ra thì chúng ta sẽ có chiếc màn hình. Đây nhá mọi người có nhìn thấy không? Chiếc màn hình này để úp như thế này và cái chân đế của nó gài rất là dễ dàng, không cần ốc gì cả. Các bạn chỉ cần đấy, cái thiết kế hộp nó cũng rất là thông minh cơ ấy. Để sẵn một cái lỗ này để cho mình gọi là cái chỗ để chân đế vào đây để mình gài cho nó tiện. Các bạn chỉ cần gài bằng một cái lẫy thôi nhá. Nó sẽ có hai cái đầu ở đây này, xong mình xiên nó vào hai cái lỗ trên này là được. Đây nha, xiên vào như này là được nha. Đó, nghe tạch của phát là xong ạ. Là chúng ta có thể nhấc cái màn hình này ra thôi. Còn tháo ra thì nó sẽ có một cái nút lẫy đấy, ấn ra một cái mọi người lại nhấc ra như bình thường, tháo lắp rất là dễ dàng. Và đây chính là chiếc màn hình Argon Liên Minh Huyền Thoại rồi đấy mọi người. Từ từ cho mọi người xem này để biết ngay nhá. Đây ạ, đây ạ. Đó, mọi người nghe thấy gì ạ? Tiếng chọn tướng hay là tìm trận gì đấy? Đây là tiếng ở trong game Liên Minh Huyền Thoại của chúng ta đúng không? Nghe phát biết ngay game gì luôn. Đầu tiên nhá, về cái thiết kế trước đi. Chúng ta sẽ đi qua cái thiết kế các bạn thấy. Cái đập vào mắt mình đầu tiên chính là cái chân đế hình tròn này. Chúng ta nhìn ngay được chữ tên của cái tựa game như mình đã đấy, League of Legends đúng không? Rồi là có LED này. Và một điểm nữa là cái chân đế này thực sự nó rất là đa nhiệm, bởi vì nó có khả năng gọi là các tư thế, các cái tùy chỉnh xoay rồi xoay trái cho phải. Đây mình xoay cho mọi người xem nhá. Trái phải này. Bởi vì bên dưới này nó là một cái bàn xoay luôn, chứ không phải là các bạn phải xoay từng cái cỡ ở trên này nữa. Đấy, bạn xoay như thế nào cũng được, bạn xoay 360 độ luôn. Chỉ cần là cái dây của bạn đủ dài thôi, bạn xoay bao nhiêu cũng được. Rồi ngửa cụp nhá. Và cái độ ngửa của cái màn hình này mình thấy khá là rộng. Đấy, ngửa lên được gần một gang luôn. Đó, chúng ta cụp xuống nào. Đây là lên xuống của nó này. Rất là mượt mà. Và có một điểm nữa là nếu mà các bạn cắm những cái dây ở cái dọc sau màn hình này,
bình thường nếu như là những chiếc màn hình nào không thể xoay dọc ấy mà nó chỉ ngửa cụp thôi thì mình cắm kiểu mình cứ phải luồn luồn cúi cúi rất là mệt đúng không? Nhưng con màn hình này nó xoay rất là đa nhiệm, bạn xoay dọc ra như này, bạn muốn cắm dây bên này đơn giản không? Bạn muốn cắm dây bên này thì lại như thế này. Ôi giời, quá là đơn giản luôn. Nói chung là cái màn hình này quá, cái đế của nó quá là đa nhiệm và có thể xoay được rất là nhiều hướng. Và đặc biệt nữa là cái bàn xoay này, cái chữ tên logo của cái game ấy nó sẽ luôn luôn hướng về mình. Ví dụ như là mình đang ngồi góc bên này đúng không, mình xoay sang đấy, League of Legends vẫn thẳng như vậy, bên này cũng vậy. À, rất là tiện đúng không nào. Và cái lắp đặt thì mọi người cũng thấy ngay đầu video rồi, chỉ cần là cài mò vào cái lẫy nó là xong. Và khi nào mà chúng ta muốn tháo ra thì ấn vào một cái lẫy là tháo ra, không cần phải bắt vít hay gì cả mà vẫn rất là chắc chắn, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Con màn này thì sẽ là kích thước 27 inch, 2K 170Hz, vì đã có OC rồi này. Và độ chuẩn màu của nó thì gọi là khỏi bàn luôn. Nhưng mà về thiết kế thì các bạn đấy là những cái tông màu chủ đạo, ví dụ như LED ở đây nhá, mọi người thấy bây giờ LED gọi là tiêu chuẩn của nó cơ bản, khi mình bật máy lên nó sẽ có cái đấy, đó là màu vàng này. Rồi cái mặt đằng sau nó sẽ có những một cái đường LED nữa cũng hình màu, cũng màu vàng luôn. Hiện tại mình đang setup màu vàng đấy, và tất cả những cái đường nét đấy thể hiện của một tựa game Liên Minh Huyền Thoại, nhìn cái biết ngay. Menu thì nó sẽ có một cái núm ở cái vị trí đằng sau màn như thế này. Và nếu như các bạn không thích dùng cái núm đấy cho nó bất tiện thì các bạn yên tâm, đã có một cái gọi là chuyển đổi menu bằng phím rồi. Mình có thể cắm vào cái đầu này và mình sử dụng luôn. Nhưng mà mình thấy dùng cái núm này cũng ok, chả sao cả. Nhưng mà mình vẫn sẽ dùng nó. Để mình, đây có game setting các thứ này, để có thể chọn được cái màu sắc ở trong game cho các bạn á. Game mode bật lên thì cái màu sắc trong game nó sẽ rực hơn. Ví dụ nó có một vài cái chế độ để nó phù hợp với từng cái loại game luôn nhá. Đây là chỉnh độ sáng, chỉnh contrast các thứ vân vân, giống như những cái màn hình khác này. Đây, chỉnh hình ảnh này, audio này. Con này thì sẽ có loa nha. Loa cũng được phết đấy. Loa trong một chiếc màn hình thì mình sẽ không đánh giá từ chống điếc nữa, mà nó khá là hay. Chỉ là nó hơi thiếu bass một xíu thôi. Thì lát nữa sẽ bật cho mọi người nghe thử. Đấy, chuyển sang audio 1 nha, là nó sẽ thành RGB đấy, mình để RGB luôn. Còn về cổng kết nối của em này thì cũng khá là đa dạng nhá, có tận 2 cổng HDMI và 2 cổng DisplayPort. Và như lúc nãy mình đập hộp thì đã hãng đã tặng sẵn cho các bạn hai dây này rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ có cái cổng gọi là cổng hub USB như lúc nãy mình giới thiệu, để có thể khi mà các bạn cắm cái cổng hub USB đấy, sau đó cắm vào máy tính thì chúng ta sẽ mở rộng ra thêm được 4 cổng USB Type-A để có thể cắm thêm những cái thiết bị ngoại vi khác, ví dụ như là chuột, ví dụ bàn phím vân vân. Và chúng ta sẽ có tận 2 cổng 3.5 với cổng cổng mic. Thì mình thấy con này có loa rồi thì chắc cũng khi nào các bạn mà dựng thì các bạn dùng cái đấy cũng được. Tại vì con này màu khá là chuẩn, có thể dùng cho cả multimedia. Thì ok, chắc là dùng đến cái jack đấy. Và cái jack này rất là đặc biệt, gần như là chỉ cắm để cho con màn này thôi, nó là jack mini USB. Đó là tổng quan về các cổng kết nối. Mình thấy rất là nhiều cổng và phục vụ được ngoài chơi game còn rất là nhiều những cái nhu cầu khác đa nhiệm của mọi người luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chuẩn màu, gọi là đo màu sắc của em này. Thì đây, đây là công cụ mà bọn mình sẽ dùng để đo màu, SpiderX. Con này đo rất là chuẩn. Và kết quả mà mình cho ra được khi mình đã đo con màn này trước ấy, thì thực sự là rất là ấn tượng. Nó không chỉ là một màn hình gaming với tần số quét khá là cao, mà nó còn là một chiếc màn hình gaming có màu sắc cực kỳ đẹp và cực kỳ chuẩn nhá. Dentae cho ra là 0.84, trời ơi, nhỏ hơn 1 đó mọi người. Độ chuẩn màu cực kỳ chuẩn luôn. Rồi đến cái giải màu của nó phủ cũng khá là rộng, 100% sRGB này. Rồi là 93% DCI-P3 và 88% Adobe RGB. Đấy, thì mọi người có thể thấy là với cái độ chuẩn màu mà cứ gần 90-100 như thế thì ok, multimedia làm được đúng không? Chúng ta vừa có thể chơi game giải trí và vừa có thể dựng ở trên này. Và thậm chí là nếu như các bạn chỉ giải trí thông thường kiểu xem YouTube, xem Facebook các thứ, xem video ấy, nó cũng làm rất là tốt luôn, bởi vì các bạn nhìn thấy màu sắc của nó ổn như thế nào. Bây giờ mình sẽ xem một cái video của Hardcore và nghe một bài nhạc bằng em loa này đi ha, để cho mọi người thấy được về cái độ, ôi trời, về cái độ gọi là hay ho của nó. Chúng ta sẽ vào YouTube nhá. Em biết được là anh làm streamer mà anh stream cho thêm. Đấy, thấy loa hay chưa? Nghe audio thôi đã thấy rất là thuyết phục rồi. Đúng chưa, chân lý không? Cái cờ rất là nhẹ. Đúng chưa, chân lý. Anh em ơi, xin chào. Đây, mọi người thấy mặt Hoàng sao ạ? Trắng không ạ? Trắng đẹp tuyệt vời luôn. Bây giờ 3090 đã rẻ như chơi rồi. À, có nhà nhà có, cửa có. Miền Bắc mình. Để tôi, để mình tua đoạn highlight cho mọi người nhé. Hôm nay khách. Tắt cái mic. À, mọi người nghe nhạc chưa? Cái âm bát của nó thì sẽ không quá là ấm với nhiều, nhưng mà với một chiếc loa màn hình như này mình đánh giá rất là ổn. Mình chiếc PC này rồi. Ok, ok, cảm ơn Phương nhá. Rồi, bạn hết nhiệm vụ rồi. Test xong mấy cái đấy rồi, bây giờ mình sẽ phải vào chơi game thôi. Đương nhiên là chơi Liên Minh Huyền Thoại rồi, đúng không ạ?
Hiện tại thì mình đang để ở cái mức setting là 2K đúng theo cái con màn hình này nhá. Đây mọi người thấy là nó hiện lên đây là 170 hạc của tần số quét rồi này. FPS thì nó sẽ phụ thuộc vào cấu hình. Đấy. Thì bây giờ mình đang xem một vài cái trận đấu trực tiếp của gọi là top thách đấu, những top đỉnh cao đúng không? Mọi người sẽ nhìn thấy cái trải nghiệm chơi game như thế nào ạ? Thứ nhất là về màu sắc nhá. Đầu tiên là về màu sắc này, mình sẽ bật thử cho bạn cái game mode ở màu sắc ở trong cái menu này cho mọi người thấy. Đấy mọi người thấy có sự thay đổi gì không? Nó sẽ rực, nó sẽ đậm hơn một xíu. Đấy còn có khá là nhiều cái chế độ game cho mọi người. Đây ví dụ mình tăng cái độ này lên. Ví dụ là đang 10 đúng không? Ôi, kiểu đỏ rất đỏ, tím rất tím luôn. Nó để 10 thôi cho đẹp ha. Sao mình thấy là chế độ game màu nó không đẹp bằng cái chế độ bình thường này. Đấy mọi người thấy không? Này kiểu nó nhiều contrast hơn ấy. Ở này nó ít hơn ấy. Rồi. Và có một điểm lưu ý là khi mà các bạn cắm dây HDMI thì mình thấy là nó không lên được 170 hàng. Tôi hôm qua mình với Hoàng cũng nghiên cứu một xíu xem là cách ép xung như nào nhưng mà chưa tìm được. Thế là hôm nay đổi sang dây HDMI thì đây, nó lên được 170 hàng đúng như cái... Hôm nay đổi sang dây DisplayPort thì nó lên được đúng như là cái tần số quét mà thông số nhà sản xuất đưa ra rồi. Và trong quá trình mà các bạn sử dụng ấy thì con này tiêu tốn khoảng 36W của mọi người. Và khi mà tắt đi thì nó sẽ tốn khoảng 0.3W thôi, có nghĩa là nó vẫn sẽ có chạy ngầm một xíu. Bởi vì chúng ta còn phải tắt màn hình, bật màn hình ở đây nữa cơ mà. Ủa ôi, nghe loa này được quá nhờ. Cái này cần chơi game như này thì cần gì đeo tai nghe nữa. Ủa ôi. Thôi được rồi, xem thế thôi nhá. Xem thấy mê là chốt deal luôn đấy. Và trên đây thì mình vừa gọi là khái quát cho các bạn một xíu về những cái thiết kế này, những cái option mà cái màn hình này mang lại này. Nó nhắc lại một lần nữa về các thông số đó là 2K 27 inch 170 hạc và độ chuẩn màu cực, gọi là delta E cực kỳ nhỏ 0.84. Và nếu như các bạn vừa muốn chơi game, vừa muốn làm việc ở trên chiếc màn hình này, nói chung là đa nhiệm. Mình nghĩ con màn hình này không chỉ dành cho những cái fanboy riêng của Liên Minh Huyền Thoại đâu, mà nó còn sẽ dành cho những ai mà hướng đến cái sự đa nhiệm, vừa chơi game và vừa làm việc. Thế con này khá là ổn bởi vì tần số quét của nó cũng không hẳn là quá cao, nhưng mà độ chuẩn màu của nó lại rất tốt. Đấy, tần số quét vẫn đáp ứng được các game thủ và đáp ứng được cả những cái người làm việc nữa. Vậy thì link sản phẩm của em AOC Argon Pro Liên Minh Huyền Thoại này thì mình sẽ để ở dưới phần comment mọi người này, dưới phần mô tả chứ. Nếu mà mọi người có nhu cầu và hứng thú với em này thì có thể click vào đó và truy cập vào website của Hacom để có thể dễ dàng dựng cho mình một chiếc màn hình siêu xịn mịn như thế này nha. Và nếu như các bạn thấy là ấn tượng cái điểm gì nữa ở trên màn hình này thì cũng có thể để lại comment ở bên dưới cho mình. Và nếu mà muốn ủng hộ Hacom thì hãy subscribe kênh YouTube của Hacom này, Hacom Quick Review này, follow TikTok fanpage của chúng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Hacom. Bye bye.